Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. Xin chào các bạn, tôi là Duy Anh Nguyễn, giám đốc công ty thiết kế web Duy Anh Web. Trong cái video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về cái chủ đề là có nên kiếm tiền từ YouTube hay không, và thu nhập của nó được khoảng bao nhiêu một tháng. Cái vấn đề đầu tiên để trả lời là có nên hay không nên thì bạn hãy tự trả lời câu hỏi là bạn có thực sự là đam mê cái việc là làm vlog, làm video, làm YouTuber hay không. Nếu câu trả lời bạn là có, bạn thực sự muốn làm thì ok, rất là welcome bạn làm. Chào mừng bạn đến với một cái lĩnh vực hoàn toàn mới, mà cái nơi này nó sẽ giúp bạn thăng hoa, thậm chí nổi tiếng, có nhiều fan, được rất nhiều người yêu thích, và thậm chí là rất nhiều người cũng không yêu thích. Đấy, ok nhá. Cái gì nó cũng có cái tính hai chiều của nó. Thì kiếm tiền YouTube nó có phải là nghề hot hay không? Thì nó vẫn hot, nhưng mà nó không màu mỡ như ngày xưa. Nếu cách đây khoảng chục năm thì đúng là kiếm tiền trên YouTube một tháng có thể giúp các bạn có thu nhập vài chục triệu, vài trăm triệu là hoàn toàn có thể được. Nhưng ở cái thời điểm hiện tại bây giờ, để kiếm tiền YouTube tháng thì nó chỉ rơi vào, nó cũng tùy nhé, tùy cái lượt view của các bạn, tùy cái nội dung của các bạn, nó có thể nhiều ít, nhưng mà kiếm ở 5-6 triệu, 7-8 triệu thì ok. Còn để kiếm vài chục triệu hoặc vài trăm triệu thì bây giờ phải nói là rất là khó. Mà để khởi nghiệp cái việc gọi là kiếm tiền YouTube thì nó không hề đơn giản. Đầu tiên thì các bạn phải có một cái bộ máy tính. Thì tôi có thể cho các bạn xem cái cấu hình cái máy tính mà render video của tôi đây. Đây nhá, các bạn xem nhé. Một cái bộ máy tính như này, đây là Duo Xeon E5 2673 V3, 2 chip, RAM là 64GB RAM. Ổ cứng này. Ổ cứng thì 1000GB này, 1000GB này. Là ổ cứng cái con này lắp là 2000GB. Dạo này tôi không làm YouTube mấy nên nó trống hết này. Đấy. Thì một cái con máy để dựng phim bình thường như này, các đồ họa con này là đây. Các con này thì xem là các bạn xem này, Blue Display đây. Trong cái phần đây, cạc của nó đây nhá, NVIDIA GeForce 1050 ti, là cái cạc nó cũng cùi thôi chứ nó không phải là cái cạc gì xịn sò đâu. Thì cái bộ máy này thì đấy các bạn nhá. Thì mà để đầu tư một cái cạc màn hình với là cái máy như này, chi phí nó rất là nhiều. Đây tôi tạm sang một cái trang Nguyễn Công PC để cho các bạn xem một cái bộ máy render. Cái trang này nó bị lỗi rồi. Thế thì vào mấy cái bên mà bán máy workshop ấy, máy đồ họa, Hà Nội Computer, vào bên này cũng được. Máy để dựng phim editor đây, các bạn sẽ xem một bộ máy đây, nó cùi nó cũng phải rơi vào khoảng độ 24 triệu. Thì nó là RAM bao nhiêu đây, RAM 16, i5 này vứt đi không ăn thua đâu, nó phải dùng cái RAM EEC này. Máy dựng phim này RAM EEC, RAM của tôi RAM EEC đấy. Như tạm con này thì tạm được, xem nó cấu hình như nào đấy, 16 EEC Xeon. Để dựng phim thì nó phải dùng dòng chip Xeon, mà chip này là chip V kép, đời xa tôi nhiều lắm, RAM cũng thua xa, nói chung là thua xa lắm. Cái con máy của tôi đang dựng ấy thì nó có giá nó khoảng độ hơn 70 triệu, chưa tính màn, chưa tính chuột phím. Thì đấy, để khởi nghiệp cái nghề YouTube này ấy, thì cần phải có máy khỏe. Nhiều bạn sẽ phản biện với tôi rằng là máy cùi cũng làm được, máy đời thấp cũng làm được, nhưng đúng, tôi không nói không sai, nhưng mà để render được một cái video 1080 thì chắc phải 3-4 tiếng, khoảng độ dài khoảng 30 phút. Nếu mà render mà một cái máy nó yếu quá thì chắc phải 3-4 tiếng, mà nếu mà gen 4K ấy thì chắc là cả ngày không ra được luôn. Đấy. Thế thì cả ngày mà không dám đưa ra được một cái video thì kiếm tiền YouTube kiểu gì, đúng không ạ? Đấy thì chi phí đầu tư nhá, một con máy nó cũng phải xem có 5 đến 70 triệu là một con máy gọi là vét đĩa nhất đấy, nó cũng tầm đó. Tiếp đến thì một là các bạn có thể là quay bằng điện thoại. Những cái video này tôi quay đây này, những cái video này tôi quay này này, nét như này này, hoặc là video trên thuyền này này, đấy thì đều là quay bằng điện thoại hết, thì nó sẽ được ra được 4K. Đây tôi mở cái YouTube ra này. Du lịch này, lòng hồ Hòa Bình. Đây, những cái video này là có 4K nhé. Đây, như cái video này là nó có tận 4K cơ. Đấy, thì cái thiết bị quay của các bạn ấy nó cũng phải đầu tư nó ok một chút xíu, chứ không phải là mạng sao nó chậm thế nhỉ. À rồi, nó ra được rồi đây. Đây là chất lượng 4K đây. Thì như các bạn đang thấy này, đây tôi đây, nó chính là quay bằng cái điện thoại này này. Tôi có một cái này, vợ tôi có một cái này. Cái con này nó là Samsung Ultra HD S20. Thì tôi lười đầu tư máy quay, thì mà tôi cũng không định hướng là kiếm tiền YouTube chuyên nghiệp, thì tôi lấy luôn cái điện thoại để quay. Nhưng mà để được ra cái chất lượng video HD thì điện thoại nó cũng phải xịn sò một tí. Thì có thể là mua con Note cũ cũng được, con Note 8 ấy, thì hoặc là con Note 9 ấy, bây giờ nó khoảng 10 triệu, Note mới toanh, nhưng mà ý là cái version nó cũ một tí, thì chất lượng nó sẽ ra được như này. Hoặc đây, video đây, đây là tôi render 1080 này, thì nó nét như này. Đây đây, HD đây, 1080 nhé. Đấy thì muốn mà có cái chất lượng hình ảnh nó tốt thì các bạn lại phải đầu tư thêm một cái máy nữa. Thì một là máy điện thoại các bạn tận dụng, nhưng mà máy điện thoại các bạn cũng phải đời cao, chứ mà đời thấp quá thì cũng không làm được. Hai là các bạn mua cái GoPro 11, bây giờ nó ra 11 rồi hay sao ấy, hay là ra 10, ở Việt Nam thì chắc là mới bán 10 thôi. GoPro 10 đây. Sao nó có 11 chưa nhỉ? Lâu ngày lắm tôi không để ý mấy cái dòng này. Nhưng mà thấy là càng cao thì càng tốt. VG Shop này, Cellphone này, GoPro 10 này. Đấy, thì cái con GoPro 10 này giá của nó cũng đã rơi vào khoảng độ cam hành trình, cam GoPro, xem bây giờ nó mắc nhất là nó lên GoPro bao nhiêu rồi. GoPro 9, GoPro 10, GoPro 10 rồi, mắc nhất là GoPro 10. Thì nó là 13 triệu, 14 triệu đây. Thì các bạn thấy là cái chi phí đầu tư hai cái thứ này, một cái bộ máy mà xem khoảng 70 triệu. Mình lấy máy tính mở cho các bạn nhé. 70 triệu cộng với 14 triệu. Nó ra là 84 triệu rồi. Tiếp đến học một cái khóa kiếm tiền YouTube. Ngày xưa là bên tôi mở dạy suốt đấy, nhưng mà đợt này YouTube của Duy Anh Nguyễn có mở đấy. Duy Anh Nguyễn đâu rồi? Đây, Duy Anh Nguyễn.edu đây, khóa kiếm tiền YouTube cầm tay chỉ việc từ A đến Z đây. Trước thì tôi mở cái khóa này dạy, và dạy ở đây. Cái thời mà nó còn màu mỡ kiếm được nhiều ấy, mà tháng học viên của tôi kiếm được 20-30 triệu, thậm chí là nhiều hơn nữa ấy, thì tôi mở dạy rất là nhiều. Nhưng bây giờ tại sao đến cái thời điểm này tôi lại phải làm cái video như này? Vì tôi muốn các bạn trước khi hỏi tôi là đăng ký đi học ấy, thì tôi cho các bạn xem cái video này trước để các bạn hình dung và các bạn định hướng nó một cách rõ ràng. Với cái thu nhập nó chỉ rơi vào khoảng độ 5 đến 6 triệu, thậm chí là 10 triệu, nhiều hơn nữa 15-20 triệu. Ở cái thời điểm bây giờ mà các bạn đầu tư rất là nhiều, chưa kể công sức đi quay các kiểu, thì các bạn xem là các bạn là có muốn học nữa không? Đấy. Đấy, thì đây là cái khóa học mà ngày xưa là bên tôi rất hay tổ chức, còn bây giờ thì tôi hạn chế dạy cái việc là dạy kiếm tiền YouTube nữa. Bởi vì sao? Bởi vì là thực ra thì cái thu nhập nó không được nhiều như các bạn kỳ vọng. Và để các bạn đầu tư một đống tiền ra, rất là nhiều tiền như vậy, thì tôi rất là ái ngại. Và tôi là con người nó rất là có tâm, rất là chân thành. Có sao là tôi nói vậy thôi. Đấy. Thế nên trước khi mà các bạn quyết định gọi là nhấc máy lên, alo liên hệ với tôi theo cái số điện thoại 09250 này, 999 hoặc cái số này này, để đăng ký cái khóa học kiếm tiền YouTube, thì các bạn nên xem cái video này để các bạn xem là mình có tiếp tục cái con đường này hay không. Bất kỳ con đường nào không có hoa hồng trải thảm, nó hết sức chông gai, nhưng luôn có người chiến thắng, chứ không phải là con đường mà không thể đi được nhé. Nếu các bạn quyết tâm, nếu các bạn kiên trì, hoàn toàn có thể đi được, rất ok, rất ngon lành, không vấn đề gì cả. Chỉ cần các bạn kiên trì, ok, thì đều được hết. Khó không có nghĩa là không làm được, khó nếu các bạn quyết tâm vẫn có thể làm được. Cái học phí của cái khóa này, tất cả khóa của Duy Anh Web thì nó gần như là đồng giá như nhau, 5 triệu 6, 5 triệu 6. Nhưng hiện tại thì bây giờ dịch giã học online thì là học 1 kèm 1, thì học phí nó sẽ cao hơn. Mai cái sửa hết chỗ này nó là 8 triệu 6 một khóa cơ. Tất cả sau này các khóa của Duy Anh Web là 8 triệu 6 một khóa. Thì các bạn cộng lại các chi phí các bạn sẽ thấy là rất là nhiều, cộng thêm 8 triệu 6 nữa nhé, 8,6 triệu. Tổng chi phí là 92 triệu để một tháng bạn có thu nhập khoảng 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu, 20 triệu. Các bạn sẽ tự cân đối xem là nó còn hợp lý hay không. Và thế này chưa phải là hết chuyện đâu. Các bạn làm bất kỳ một cái chủ đề gì thì các bạn phải đi quay. Ví dụ như bạn làm về ăn uống thì các bạn còn phải đi lại hàng ngày rồi còn bỏ tiền ăn uống nữa. Ví dụ như kênh Hà Nội Phố ấy, thì review về ẩm thực ấy, thì phải đi ăn uống. Hoặc là như nếm TV ấy, thì lại còn phải đầu tư cả flycam nữa cơ. Vì quay những cái địa điểm đẹp, ấy, cái khung cảnh đẹp thì còn đầu tư lại còn thêm con flycam nữa. Nhiều tiền phết đấy. Đây, một con flycam này. Flycam VG Shop cũng bán luôn. À, bên này bán nhiều thứ quá. Thực ra ấy, nếu mà bảo các bạn mua con rẻ cũng được, nhưng mà rẻ với kinh nghiệm không có thì các bạn thứ nhất là quay nó không được nét, thứ hai là hay bị mất cam. Đấy, thì để một cái bộ nó vừa vừa nữa thì đây, cái bộ DJI 2S này này, 31 triệu này là vừa này. Thế thì các bạn lại phải thêm nốt cả cái này nữa. Nó rất chi là đầu tư này nọ phết đấy, rất là tốn kém đấy. Cậu thêm 31 triệu này nha. Cậu này 31 triệu này. Ui, nhiều phết đấy. Đấy. Tôi đã từng đầu tư rồi nên tôi biết là làm, đã dẫn thân vào làm ấy là phải có. Đây là những cái nó tiêu chuẩn thôi chứ chưa phải là quá xịn sò đâu. Như Tuấn Trung Tá ấy, Tuấn Yamaha ấy, đầu tư cái dàn máy gần mấy trăm triệu cơ để làm video ấy, hay là cái dàn máy của Khoa Bắc ấy cũng mấy trăm triệu đấy, chứ không rẻ đâu, gần cả tỷ bạc đấy để render video đấy. Đây là những cái gọi là min nhất có thể rồi. Còn nhiều bạn sẽ phản biện là ôi cái điện thoại cũng có thể làm video được. Đúng, cái điện thoại cũng làm được video, nhưng nó rất lâu mới ra được một video là một. Và bây giờ công nghệ nó đang thay đổi, mà video các bạn cứ là SD thì các bạn không thể cạnh tranh được, các bạn không thể tối ưu được kênh của các bạn để ăn được trend rồi để nó đúng với thời cuộc. Thế nên trước khi làm thì các bạn nên cân đối việc này. Còn ngoài ra ấy, thì tôi có một cái hay nữa cho các bạn làm. Đây, cái này cũng kiếm được tiền luôn này, không phải đầu tư cái gì cả, rất là đơn giản này. Đó là gì? Sao mạng hôm nay nó chậm thế nhỉ? Rồi, vào được rồi. Đó là cộng tác viên bán web cho Duy Anh Web. Chúng tôi thì làm rất nhiều các gói web từ 2 triệu 8 đến 10 triệu 2, thậm chí là nhiều hơn nữa theo yêu cầu của khách. Đây, thì các bạn làm cộng tác viên đi giới thiệu khách hàng cho Duy Anh Web, thì mỗi một cái web như này các bạn giới thiệu được, chúng tôi sẽ chiết khấu cho các bạn là 500.000. Công việc đơn giản lắm. Các bạn đi giao vặt cái ảnh. Tôi sẽ chế cho các bạn một cái ảnh đi giao vặt. Đi giao vặt khắp các hội nhóm trên Facebook để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Và khi có người liên hệ làm web thì các bạn tạo nhóm Zalo rồi add nhân viên nhà Duy Anh Web vào. Chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn, và sau khi chốt được khách hàng, thu được tiền thì cuối tháng các bạn sẽ được thanh toán hoa hồng là 500.000 trên một cái web bất kỳ. Đấy là một cái việc rất là hay, nếu mà các bạn kiên trì làm thì nó sẽ có thu nhập ngay mà không phải đầu tư gì nhiều, chỉ cần có một cái điện thoại nhanh một xíu, là mạng khỏe một xíu là hoàn toàn có thể làm được. Thì hy vọng là với cái video nó hơi lan man mà cũng rất dài dòng như thế này của tôi thì giúp các bạn là gì? Các bạn có một cái định hướng nghề nghiệp làm sao nó tốt với các bạn. Và tôi còn có thêm một lời khuyên như này nữa, các bạn làm cái gì thì các bạn phải thực sự đam mê, cháy hết mình với nó và dám bất chấp, dám thất bại thì mới thành công được. Ok, thì hy vọng là cái video này, đây là cái quan điểm cá nhân của tôi thôi, các bạn mà có những cái phản biện gì thì các bạn cứ comment bên dưới video và tôi sẽ trả lời tất cả những cái phản biện của các bạn. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube Duy Anh Web Official để thường xuyên nhận được những cái video clip mới nhất. Mà bạn nào mà có nhu cầu thiết kế website thì ủng hộ Duy Anh Web nhé. Chúng tôi làm web nhiều lắm, làm quá nhiều luôn, năm làm là bạt tele nhè luôn, làm cực nhiều. Mà Duy Anh Web thì có chi nhánh Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Đây. Đấy. Hotline đây, miễn phí này, trả phí này. Rồi, tất cả mọi thứ. Ok, cảm ơn bạn đã xem hết clip này. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc 1 kèm 1. Hotline 18006223 hoặc 0925099999. Website duyanhweb.edu.vn.